cho nó mát. À, cái này là mát. Bông bông nói nó cắm đẹp với cái chậu quá đẹp. Đi ăn tăng gia luôn, xem khu dân cư hoàng hôn quá đẹp luôn, 6 tỷ, bình quân ở đây là khoảng trên dưới 4 tỷ một căn nhà các bạn, nếu nằm bên ngoài là phía bên ngoài này là hơn 5 tỷ một căn các bạn ơi. À, họ bán cho mình là bằng thô thôi, rồi thấp thì mình lo hết. Này là một trệt 2 lầu. Bếp rồi là có luôn các bạn. Đây là trang bị của mình. Xin mất. Mất rồi, xin mất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.